đây để gặp bạn tại Việt Nam và mua chuộng. Ô, không phải món đó các bạn, món này mình vừa nóng thổi vừa thổi vừa ăn. Chứ đây là đây rồi, đây là món vừa nóng vừa thổi vừa ăn. Đây, đây là món than nóng rất là ngon. Ngồi thuốc có bán nha bạn. Bạn làm muốn ăn đến nhầm thử nha.